Xin chào các bạn đến với kênh giới thiệu sản phẩm của công ty Takeo. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy sát nghiền đa năng Takeo TK220. Chiếc máy này sử dụng động cơ 3kW, tốc độ vòng quay là 2900 vòng trên phút. Máy có hai chức năng là sát gạo và nghiền bột. Đối với đầu sát có công suất là 150 đến 200kg trên 1 giờ. Đầu nghiền của máy có công suất là từ 50 đến 100kg trên giờ. Sau đây tôi sẽ thử đầu sát cho các bạn xem và xem nguyên liệu phẩm gạo ra như thế nào. Bước 1, đổ nguyên liệu thóc vào máng nạp số lượng cần dùng. Bước 2, mở CB điện áp và gạt cần hoạt động hướng đầu sát gạo, canh chỉnh thanh kéo giúp lượng thóc xuống buồng sát vừa phải.